Liêu kinh hả? Sao tự nhiên bị giật ra vậy ta? Thằng lồn đâu vậy ta? Mắc dạy vậy? Thằng này nè. Sao mình mới hay đi giật ra là sao ta? Đi nổi ra là sao? Mười bảy phút nữa. Tụi này nó làm hiểm quá ta. Nó vô gà, nó có mấy thằng vô gà. Ôi, không ai canh cổng vậy. Trời, nó tràn qua kìa má ơi. Không ai canh chỗ Long Bình Thôn vậy. Lên đây nè Bảo. Tụi này nó làm hiểm vô nè.
kìa. Quái cạc. Rồi thằng Hành. Quái lồn. Sen 7 phút luôn. Canh đường trên nữa kìa. Ôi sao nó giật khó chịu quá luôn. Ơi thấy ngày xưa hồi trưa nó quay cái clip nó bảo cái bản F3 của nó đủ ghê không, giảm sát thương 1000 mấy phòng thủ lắc quái lờ. Còn 11 phút nữa mấy cha ơi. EDCZ Mr. Diana kìa. Phải lộn xuất chết rồi. Thôi xin cái bảo. Đây là dưới chỗ bắt Miền Châu này. Rồi đây là sống luôn. Có thế thôi. Bốn cây. Giờ bà đó có bị mắc bút không ta? Còn chết cái. Chết cái mang đồ sói hết được luôn.
thằng Nga Mi đâu rồi, mút chơi. Má. Quá lần qua đây mất mút kìa. Đi đi đó sao nó bắt ta. Ủa, cái thằng kia là ai vậy? Cái con này, con Leo King này là của ai vậy? Phải lộ. Hồi sinh có bảo. Què chưa gì hết. Thằng Đúng Châu này là ai vậy ta? Chó nó cắn hoài luôn kìa. Cửa nào mới, cửa này là ai vậy ta? Là mình cháy á. Thôi. Má đúng là một con chó luôn, đánh xong rồi thằng Hành. Cái đủ quá. Thua. Má thằng nào là nó đi theo mình, nó cứ tấu hài với mình hoài vậy ta. Ghê. Yeah.
Nhà mày kiếm không có đây trời. Đổ má gặp chó nữa rồi. Rồi hết chạy nha. Sang cái bảo. Sang lại nè. Rồi thằng năm luôn phải lồn. Má đá ghê vậy cha. Chơi xong rồi đặng hành nhục phải lồn. Máu rồi, ai F9 ra đi. Phải lầm. Dịch nữa kìa. Ủa sao đánh vô sao kìa vậy? Có đánh nhau. Ôi sao định mệnh. Lỗi rồi. Tự nhiên vô cái. Ao cái bảo. Ai bê vô đi. Quay. Chán quá ta.
Tự nhiên vô mới đánh quá trời luôn. Lên đây nè, ai ăn gương đi. Ôi, chung bang mà sao đánh? Anh ơi đừng vào nữa, một bang và một PT vào thôi, còn đâu ở lại để bên ngoài thôi. Thằng đừng buông nhập hiệp kia biến áo à. Em nhà không cũng đánh nữa kìa, xàm thì kìa, vô nữa kìa. Cái gì vậy mấy mấy? Mày kế lường mày luôn. Mày nghe chứ hả?
tôi nó qua kìa, ba nhậu đó nó qua kìa. Vô máu luôn kìa. Rồi luôn. Anh đi xe đạp. Mượn nít đi. Rồi không có 59 bước sao đánh. Má mình cực 120 luôn má ơi. Nó đá 8 ô mẹ rồi. Gì 120 với 2 cặp kia vô. Các bạn nhân tài học sách không? Ra chưa bảo? Quả rồi, rồi cái máu. Tôi nói chạy lại chỗ sứ giả đi. Đang chạy lên. Bút trời. Đứng đây rồi má. Thank you.
Câu vậy ai chơi má. Ôi, bị đại ca được rồi. Đang nhậu nó ra kìa. Không có nhà mà kiếm treo ở nhà khó chịu à. À đi từ thành đô qua hả? Ăn vô được chưa? Hai con chết tao đâu mà. Cái lò má dính thương ấy. Thank you.
ao cá bảo đứng yên, đứng yên rồi trên đây nè. Còn mà đứng nha, bây giờ nó đi xuống dưới này, đây xuống dưới này nè. Má nặng lắm. Chơi vậy có gì vui. Thằng hành rồi. Ủi lồn này. Má cái thằng lồn này cay nó thiệt chứ. Anh đi nó đang lắc nữa rồi đó. Chạy đi em. Ra đi, ra đi. Đâu có đăng ký đâu mà vô được. Bạn nhậu nó lên á. Ủa thằng này bị lắc à? Ai cho xin con hương cổ vậy nào? Ôi yêu cổ chứ. Thằng kia bằng kịch 120 quá, nhìn thấy nó lạnh.
lúc lắc kia rồi, chạy đi chạy đi chạy đi, thấy người nó qua nữa đó. Hả nó, hả nó, hả nó. Rồi chết rồi. Đâu đâu đâu, chỗ này nè. Con ngao bị đời cái gì nó trên lầy thiệt á. Thế là cho đá luôn kìa. Mua nó một gương đi. Quá chán chứ cha nội này ghê. Đang lắc bất tử rồi. Dạ em. Alo. Dạ. Chim gì? Rồi bà kia bấm sau 098 thằng đó. Rồi vô trong cái này có internet đó. Trong đó có khuyến mãi đó rồi đó. Định mà chết rồi, chạy lại cho cũ. Ở chỗ này sao không có nè. Con như đây kiếm người đánh chứ có ai đâu đánh. Gặp thứ đó đâu mới lắc bất tử hoài. Cuốn chịch nó.
cái đá. Đá đông chúng trời. Vân vân vậy không đứng yên nữa. Rồi, đang chạy vào. Bên đó có mấy thằng à. Mắt địch này được bao nhiêu trăm đây Đạt? Má liền mãi được có 103. Nó đi câu cá rồi, giờ cho má nó con chua rồi. Tuổi lồn nhé. Bị chửi như chó. Ủa làm sao nó đổi được lắc hay vậy ta? Hả? À, nó đâu có quân hàm như sói đâu. Sao mới nó bị mới bị khách ạt mà cay. Sao bị ghê vậy? Hai đá chết bà rồi. Ôi sao bị lộn vậy ta? À. Ah!
Thôi đèn nó đậm. Xong chưa Bảo? Lâu vậy? Định mệnh. Xem cái bảo cà phê. Đâu rồi, đâu rồi? Sao bên này nghe mi đờn, nó đờn cái mình bị văng ra ta. À, ok. Có mút đủ đâu mà. Đi ăn xin đã rồi đấy. Má tao nó chơi đồ chín hết luôn nè. Cái này nó keo quá. Tối nay đánh công thành nữa hả? Vãi lờn gì? Tí xong ra liền mật tịch cái đã. Xong rồi về. Qua test thử cái bảo. Lạnh quá. Qua đây mày, đây mày qua. Tiền châu, tiền chay. Qua kiếm đạt kìa. Này nghe mày kiếm bút cái đi. Nhà cái gì?
Ủa Kim xà thiếu quyền làm gì giao dịch được mà nó đổi sách bút ta? Sinh lực toàn tét mà đồ má mấy cha có đồ xin đồ cũng không cho kêu quá lời rồi đã thấm vậy cha. Hay gà quá.